Cô mến chào các em. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học toán hôm nay. Để tiết học đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị một số đồ dùng học tập như sách giáo khoa toán lớp 3, vở tập trắng, viết thước kẻ và tập nháp. Các em thân mến, các em đã được học nhiều dạng bài toán có lời văn, như dạng bài toán tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Như dạng bài toán gấp một số lên nhiều lần và một số dạng bài toán có lời văn khác. Hôm nay con sẽ hướng dẫn các em thì một dạng bài toán có lời văn đó là bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Các em mở sách giáo hoa toán lớp 3 trang 128 và ghi tên bài học vào vở nhé. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Các em nhắc lại tên bài học với con. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm có 2 phần. Phần thứ nhất, cô sẽ hướng dẫn cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Phần thứ hai là làm các bài tập vận dụng. Bây giờ cô trò mình cùng nhau tìm hiểu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị nhé. Bài toán 1, mời các em đọc đề bài toán với cô. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can, hỏi mỗi can có mấy lít mật ong? Các em đọc đề bài toán với cô một lần nữa nhé. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can, hỏi mỗi can có mấy lít mật ong? Các em tìm hiểu đề bài toán với cô nhé. Bài toán cho biết gì? À, bài toán cho biết có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Bài toán hỏi gì? À, bài toán hỏi mỗi can có mấy lít mật ong? Sau đây cô sẽ tóm tắt bài toán bằng hình ảnh trực quan, mời các em quan sát nhé. Đây là hình ảnh minh họa các can chứa mật ong. Các em đếm xem có tất cả bao nhiêu can chứa mật ong? Các em cùng đếm với cô. một can, 2 can, 3 can, 4 can, 5 can, 6 can và 7 can. Có tất cả là 7 can chứa mật ong. Bài toán cho biết có 35 lít mật ong chỉ điều vào 7 can có nghĩa là 7 can này cùng chứa tất cả 35 lít mật ong bài toán hỏi mỗi can có mấy lít mật ong mỗi còn gọi là một đấy các em tức là chúng ta tìm một can có mấy lít mật ong để tìm một can có mấy lít mật ong chúng ta thực hiện phép tính gì để các em dễ dàng tóm tắt bài toán vào vở cô sẽ hướng dẫn các em tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng nhé. Mời các em quan sát. Cô kẻ một đoạn thẳng biểu thị 35 lít mật ong. 35 lít mật ong này chia đều vào 7 can. Thì lúc đó, mỗi can có số lít mật ong bằng nhau. Cô chia đoạn thẳng biểu thị 35 lít mật ong này thành 7 đoạn thẳng bằng nhau. Mỗi đoạn thẳng biểu thị cho một can. Các em kiểm tra với cô nhé một can hai can ba can bốn can năm can sáu can và bảy can bài toán hỏi mỗi can có mấy lít mật ong tức là chúng ta tìm một can có mấy lít mật ong để tìm một can có mấy lít mật ong chúng ta thực hiện phép tính gì các em thân mến mỗi can có số lít mật ong bằng nhau ở đây chúng ta xem 1 can là 1 phần, 7 can là 7 phần bằng nhau. Các em quan sát nhé. 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần và 7 phần. 35 lít mật ong này chia thành 7 phần bằng nhau. Thì mỗi phần này chiếm 1 phần 7 của 35 lít. Để tìm một can có mấy lít mật ong, cũng chính là tìm 1 phần 7 của 35 lít. Để tìm 1 phần 7 của 35 lít, chúng ta vận dụng quy tắc. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta lấy số đó, chia cho số phần. Số đó ở đây là 35, số phần ở đây là 7. Vậy, để tìm 1 phần 7 của 35 lít, ta lấy 35 chia 7. 35 chia 7 ra kết quả bao nhiêu? Đó chính là số lít mật ong trong mỗi can mà chúng ta cần tìm. Bây giờ cô trò mình cùng nhau thực hiện bài giải nhé. Để đặt câu lời giải, chúng ta dựa vào câu hỏi của bài toán. Bài toán hỏi mỗi can có mấy lít mật ong? Chúng ta có thể đặt câu lời giải. Mỗi can có số lít mật ong là hay chúng ta có thể đặt câu lời giải Số lít mật ong trong mỗi can là Cô chọn câu lời giải Số lít mật ong trong mỗi can là Thực hiện phép chia 35 chia 7 35 chia 7 bằng mấy các em? 35 chia 7 bằng 5 đơn vị là lít để trong dấu ngoặc Cuối cùng là đáp số 5 lít mật ong Mời các em quan sát bài giải với cô nhé Để tìm mỗi can có mấy lít mật ong thì chúng ta thực hiện phép tính chia và bước thực hiện phép tính chia này chính là bước rút về đơn vị đấy các em tức là tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau các em ạ à, bài toán 1 hỏi mỗi can có mấy lít mật ong chúng ta thực hiện phép chia vậy nếu như bài toán hỏi hai can có mấy lít mật ong thì chúng ta thực hiện phép tính gì bây giờ cô trò mình Cùng nhau tìm hiểu bài toán hai nhé. Mời các em đọc đề bài toán với cô. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can, hỏi 2 can có mấy lít mật ong? Các em đọc đề bài toán với cô một lần nữa nhé. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can, hỏi 2 can có mấy lít mật ong? Các em tìm hiểu đề bài toán với cô. Bài toán cho biết gì? À, bài toán cho biết có 35 lít mật ong chia đều vào 7 canh. Bài toán hỏi gì? À, bài toán hỏi hai canh có mấy lít mật ong. Sau đây cô sẽ tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Mời các em quan sát nhé. Cô kẻ một đoạn thẳng biểu thị 35 lít mật ong. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 canh. Thì lúc đó mỗi can có số lít mật ong bằng nhau. Cô chia đoạn thẳng biểu thị 35 lít mật ong này thành 7 đoạn thẳng bằng nhau. Mỗi đoạn thẳng biểu thị cho một can. Bài toán hỏi hai can có mấy lít mật ong? Tức là chúng ta tìm hai can có mấy lít mật ong. Để tìm hai can có mấy lít mật ong, chúng ta làm như thế nào? Các em thân mến, mỗi can có số lít mật ong bằng nhau một can được lấy hai lần thì ta được mấy can các em à một can được lấy hai lần thì ta được hai can vậy để tìm hai can có mấy lít mật ong chúng ta vận dụng quy tắc nào à để tìm hai can có mấy lít mật ong chúng ta vận dụng quy tắc muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần số đó ở đây chính là số lít mật ong trong một can Số lần ở đây là 2. Vậy để tìm hai can có mấy lít mật ong? Ta lấy số lít mật ong trong một can nhân với 2. Mà số lít mật ong trong một can chúng ta biết chưa các em? À, số lít mật ong trong một can chúng ta chưa biết. Vậy trước hết, chúng ta phải đi tìm số lít mật ong trong một can, sau đó mới tìm số lít mật ong trong hai can. Các em thân mến, bài toán 2 là bài toán giải bằng mấy phép tính các em? À, bài toán 2 là bài toán giải bằng hai phép tính. Và chúng ta giải theo hai bước như sau. Bước 1, tìm một can có mấy lít mật ong. Bước 2, tìm hai can có mấy lít mật ong. Để tìm một can có mấy lít mật ong, thì chúng ta thực hiện giống như bài toán 1 mà cô vừa hướng dẫn các em đấy. Tức là thực hiện phép chia. 35 chia 7. Bước 2, tìm hai can có mấy lít mật ong? Chúng ta thực hiện phép nhân bằng cách lấy số lít mật ong trong một can vừa tìm được nhân với 2. Bây giờ cô trò mình cùng nhau thực hiện bài giải nhé. Bước 1, tìm một can có mấy lít mật ong? Thì chúng ta thực hiện giống như bài toán 1 mà cô vừa hướng dẫn. Các em hãy nhắc lại câu lời giải với cô. Số lít mật ong trong mỗi can là thực hiện phép chia 35 chia 7 bằng 5 lít. Bước 2, tìm hai can có mấy lít mật ong? Đây cũng chính là câu hỏi của bài toán đấy các em. Chúng ta có thể đặt câu lời giải. Hai can có số lít mật ong là hay chúng ta có thể đặt câu lời giải. Số lít mật ong trong hai can là cô chọn câu lời giải số lít mật ong trong hai canh là thực hiện phép nhân bằng cách lấy số lít mật ong trong mỗi canh vừa tìm được là 5 nhân với 2. 5 nhân 2 bằng mấy các em? Các em hãy vận dụng bản nhân 5 và cùng nhắm tìm kết quả với cô nhé. 5 nhân 2 bằng À, 5 nhân 2 bằng 10 đơn vị là lít để trong dấu mặt. Cuối cùng là đáp số 10 lít mật ong. Mời các em quan sát bài giải với cô nhé. Để tìm hai can có mấy lít mật ong thì chúng ta thực hiện theo hai bước. Bước 1, tìm số lít mật ong trong mỗi can, thực hiện phép chia. Và bước thực hiện phép chia này chính là bước rút về đơn vị đấy các em. Tức là tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau. Bước 2, tìm số lít mật ong trong hai can, thực hiện phép nhân. Và bước thực hiện phép nhân này tức là tìm giá trị nhiều phần bằng nhau. Các em thân mến, bài toán 2 là bài toán rút về đơn vị đó các em và được giải theo hai bước. Bước 1 chính là bước rút về đơn vị, tức là tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau, thực hiện phép chia. Bước 2 tìm giá trị nhiều phần bằng nhau, thực hiện phép nhân. Và cô có lưu ý sau đây, mời các em quan sát nhé khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo hai bước bước 1 tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau thực hiện phép chia đây là bước rút về đơn vị bước 2 tìm giá trị nhiều phần bằng nhau thực hiện phép nhân đây là kiến thức mà các em cần phải ghi nhớ bây giờ cô trò mình sẽ vận dụng kiến thức vừa học cùng nhau giải các bài tập nhé bài tập vận dụng ngày hôm nay gồm có hai bài Bài 1 là bài toán có lời văn. Bài 2 cũng là bài toán có lời văn. Bây giờ cô trò mình cùng nhau giải bài 1 nhé. Mời các em đọc đề bài toán với cô. Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vị. Hỏi 3 vị thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc? Các em đọc đề bài toán với cô một lần nữa nhé. Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vị. Hỏi 3 vị thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc? Các em tìm hiểu đề bài toán với cô nhé. Bài toán cho biết gì nào? Bài toán cho biết có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Bài toán hỏi gì nào? À, bài toán hỏi bao vị thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc. Sau đây cô sẽ tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Mời kem quan sát nhé. Cô kẻ một đoạn thẳng biểu thị 24 viên thuốc. Mà 24 viên thuốc này chứa điều trong bốn vỉ thì mỗi vỉ có số viên thuốc bằng nhau. Cô chia đoạn thẳng biểu thị 24 viên thuốc thành bốn đoạn thẳng bằng nhau. Mỗi đoạn thẳng biểu thị cho một vỉ. Các em kiểm tra với cô nhé. Một vỉ, hai vỉ, ba vỉ, bốn vỉ. Bài toán hỏi ba vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc? Tức là chúng ta tìm ba vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc. Để tìm bao vị thuốc có bao nhiêu viên thuốc, chúng ta làm như thế nào? À, để tìm bao vị thuốc có bao nhiêu viên thuốc, ta lấy số viên thuốc trong một vị nhân với 3. Mà số viên thuốc trong một vị chúng ta biết chưa các em? À, số viên thuốc trong một vị chúng ta chưa biết. Vậy trước hết, chúng ta phải đi tìm số viên thuốc trong một vị. Sau đó mới tìm Số viên thuốc trong 3 vỉ. Các em thân mến, bài 1 chính là bài toán liên quan đến rút về đơn vị đấy và được giải theo hai bước như sau. Bước 1, tìm 1 vỉ có bao nhiêu viên thuốc. Bước 2, tìm 3 vỉ có bao nhiêu viên thuốc. Để tìm 1 vỉ có bao nhiêu viên thuốc, ta thực hiện phép chia bằng cách lấy số viên thuốc trong 4 vỉ là 24 Chia cho 4. Bước 2, tìm bao vỉ có bao nhiêu viên thuốc, thực hiện phép nhân bằng cách lấy số viên thuốc trong một vỉ vừa tìm được nhân với 3. Bây giờ cô trò mình cùng nhau thực hiện bài giải nhé. Bước 1, tìm một vỉ có bao nhiêu viên thuốc, chúng ta có thể đặt câu lời giải. Mỗi vỉ có số viên thuốc là hay chúng ta có thể đặt câu lời giải Số viên thuốc trong mỗi vỉ là. Cô chọn câu lời giải. Số viên thuốc trong mỗi vỉ là thực hiện phép chia 24 chia 4. 24 chia 4 bằng mấy các em? Các em hãy vận dụng bảng chia 4 và cùng nhẩm tìm kết quả với cô nhé. 24 chia 4 bằng À, 24 chia 4 bằng 6 đơn vị là viên để trong dấu ngoặc. Bước 2, tìm bao vỉ có bao nhiêu viên thuốc? Đây chính là câu hỏi của bài toán đấy các em. Chúng ta có thể đặt câu lời giải. Ba vỉ thuốc có số viên thuốc là hay chúng ta có thể đặt câu lời giải. Số viên thuốc trong ba vỉ là Cô chọn câu lời giải, số viên thuốc trong ba vỉ là thực hiện phép nhân bằng cách lấy số viên thuốc trong một vỉ vừa tìm được là 6 nhân với 3. 6 nhân 3 bằng mấy các em? À, 6 x 3 bằng 18 đơn vị là viên. Đáp số là 18 viên thuốc. Mời các em quan sát bài giải với cô. Để tìm bao vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc, chúng ta thực hiện theo hai bước. Bước 1, tìm số viên thuốc trong mỗi vỉ thực hiện phép chia. Đây chính là bước rút về đơn vị đấy các em. Tức là tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau. Bước 2. Tìm số viên thuốc trong bao vỉ, thực hiện phép nhân. Và bước thực hiện phép nhân này, tức là tìm giá trị nhiều phần bằng nhau. Các em thân mến, bài 1 là bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Vì bài 2 có phải là bài toán liên quan đến rút về đơn vị không các em? Bây giờ cô trò mình cùng sang bài 2 nhé. Mời các em đọc đề bài toán với cô. Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi năm bao đó có bao nhiêu kg gạo? Các em đọc đề bài toán với cô một lần nữa nhé. Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi năm bao đó có bao nhiêu kg gạo? Các em tìm hiểu đề bài toán với cô. Bài toán cho biết gì nào? À, bài toán cho biết có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Bài toán hỏi gì nào? À bài toán hỏi năm bao đó có bao nhiêu kg gạo. Sau đây cô sẽ tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Mời các em quan sát nhé. Cô kẻ một đoạn thẳng biểu thị 28 kg gạo. Mà 28 kg gạo này đựng đều trong 7 bao thì lúc đó mỗi bao có số kg gạo bằng nhau. Cô chia đoạn thẳng biểu thị 28 kg gạo thành 7 đoạn thẳng bằng nhau. Mỗi đoạn thẳng biểu thị cho 1 bao. Các em kiểm tra với cơ nhé. 1 bao, 2 bao, 3 bao, 4 bao, 5 bao, 6 bao và 7 bao. Bài toán hỏi 5 bao đó có bao nhiêu kg gạo? Tức là chúng ta tìm 5 bao có bao nhiêu kg gạo. Để tìm nằm bao có bao nhiêu kg gạo, chúng ta làm như thế nào? À, để tìm nằm bao có bao nhiêu kg gạo, ta lấy số kg gạo trong một bao nhân với 5. Mà số kg gạo trong một bao chúng ta biết chưa các em? À, số kg gạo trong một bao chúng ta chưa biết. Vậy trước hết, chúng ta phải đi tìm số kg gạo trong một bao, sau đó mới đi tìm. Số kg gạo trong 5 bao. Bài 2 cũng là bài toán liên quan đến rút về đơn vị đấy và được giải theo hai bước. Bước 1: Tìm một bao có bao nhiêu kg gạo. Bước 2: Tìm 5 bao có bao nhiêu kg gạo. Để tìm một bao có bao nhiêu kg gạo, ta thực hiện phép chia bằng cách lấy số kg gạo trong 7 bao là 28 chia cho 7. Bước 2: Tìm năm bao có bao nhiêu kg gạo? Thực hiện phép nhân. Bằng cách lấy số kg gạo trong một bao vừa tìm được nhân với 5. Bây giờ cô trò mình cùng nhau thực hiện bài giải nhé. Bước 1. Tìm một bao có bao nhiêu kg gạo? Chúng ta có thể đặt câu lời giải. Mỗi bao có số kg gạo là hay chúng ta có thể đặt câu lời giải. Số kg gạo trong mỗi bao là? Cô chọn câu lời giải. Số kg gạo trong mỗi bao là? Thực hiện phép chia 28 chia 7. 28 chia 7 bằng mấy các em? Các em hãy vận dụng bảng chia 7 và cùng nhẩm tìm kết quả với cô nhé. 28 chia 7 bằng... À, 28 chia 7 bằng 4 đơn vị là kg để trong dấu ngoặc Bước 2. Tìm năm bao có bao nhiêu kg gạo. Đây cũng chính là câu hỏi của bài toán đấy các em. Chúng ta có thể đặt câu lời giải. Năm bao có số kg gạo là hay chúng ta có thể đặt câu lời giải. Số kg gạo trong năm bao là cô chọn câu lời giải. Số kg gạo trong năm bao là thực hiện phép nhân bằng cách lấy số kg gạo trong mỗi bao vừa tìm được là 4 nhân với 5. 4 nhân 5 bằng mấy các em? Các em hãy vận dụng bản nhân 4 và cùng nhẩm tìm kết quả với cô nhé. 4 nhân 5 bằng À, 4 nhân 5 bằng 20, đơn vị là kg để trong dấu ngoặc. Cuối cùng là đáp số 20 kg gạo. Mời các em quan sát bài giải với cô nhé. Để tìm nằm bao có bao nhiêu kg gạo, chúng ta thực hiện theo hai bước. Bước 1, tìm số kg gạo trong mỗi bao thực hiện phép chia, tức là tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau. Bước 2, tìm số kg gạo trong năm bao thực hiện phép nhân. Đây chính là bước tìm giá trị nhiều phần bằng nhau. Các em thân mến, trong hai bước trên, bước nào là bước rút về đơn vị các em? À, trong hai bước trên, bước 1 chính là bước rút về đơn vị đấy. Tức là tìm xá trị một phần trong các phần bằng nhau. Các em thân mến, bài 2 là bài tập kết thúc tiết học này. Trước khi kết thúc tiết học, cô có một vài yêu cầu cần các em thực hiện giúp cô nhé. Ra giờ học này, các em nhớ hai bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Bước 1, tìm xá trị một phần trong các phần bằng nhau thực hiện phép chia. Đây là bước rút về đơn vị. Bước 2. Tìm giá trị nhiều phần bằng nhau, thực hiện phép nhân. Tiếp theo, các em hoàn thành các bài tập mà cô đã hướng dẫn. Bài 1, bài 2, trang 128 vào vở nhé. Sau đó, nhờ phụ huynh hoặc thầy cô kiểm tra kết quả. Cuối cùng là các em chuẩn bị trước bài Tiền Việt Nam. Giờ học của chúng ta đã kết thúc rồi cô chúc các em chăm ngoan học giỏi và hoàn thành tốt các bài tập mà cô đã hướng dẫn cô chào và hẹn gặp lại các em